Anh làm cá bùi 10 năm rồi. Làm cá bùi 10 năm rồi cơ. Ừ, cá bùi 10 năm rồi. À, mấy hôm rồi là anh chết hết lợn, anh buồn quá, anh xem lung tung rồi gặp chú. Anh vừa hủy cái chuồng 50 nái, anh tháo vừa tháo máy ngày qua. Ôi giời. Mình anh định là định cái nhà 50 nái đây là anh nuôi lươn, nhưng mà anh bảo nuôi lươn anh không thích lắm. Thực ra lợn, con lợn thì bọn anh luôn luôn nhìn thấy là từ giờ đến cuối năm và ít nhất là từ tháng cuối năm. Còn không ấy, nó phải sang đến giữa năm sau con lợn mới hồi giá được. Nên là lúc này không phải là cơ hội để anh vào lợn. Thật sự đúng rồi. Anh đang trải nghiệm cái đạm cá cho con cá như thế nào? Đúng rồi. Nó cực kỳ hiệu quả luôn. Anh nghĩ con lợn nó ok thì con cá khả năng anh nghĩ cũng được. Trước khi đi làm tầm khoảng 5 giờ sáng là mình phải cho nó ăn rồi. Thế còn nếu mà ấy à mày bị hút rồi. Rồi ok. Tôi giống tên Thúy nhỉ? Ờ đúng rồi. Sao anh biết em? Anh mua hàng em đều lắm. Anh mua hàng em đều lắm á? Anh chạy ông ấy à? Anh ở trong Thanh Hóa cơ mà. Anh ở trong Thanh Hóa à? Ừ. Ồ thế hôm nay anh em mình lại gặp nhau đây. Em đang set up cho Tiến một kênh thủy sản. À. Em chào chị. Đây là Trần Thúy. Mình thấy mua nước rồi. Hôm nay mới gặp rồi. Giờ gặp em thì lợn anh hết sạch rồi. Anh mới hết sao được một tháng nay. Lợn lần này lổ dịch kinh khủng lắm anh ạ. Nhà em ở ngoài Bắc đây, trên Sơn La, Điện Biên các trại kêu lắm. Anh nổ sạch sẽ luôn. Anh nổ sạch sẽ luôn. Vét sạch luôn, nổ cùng một lúc có những nhà còn cả lồ mồm lông móng, cả tả châu Phi cùng một lúc. Ừ, nhà không nhà mỗi tả châu Phi thôi. Thế là thành ra là khách ấy, thì lúc đầu nhìn thấy cái triệu chứng của lồ mồm lông móng nó rất là rõ ràng. Thì mình chỉ đơn thuần mình nghĩ là lồ mồm lông móng thôi. Thì đến khi chết lợn thì nó mổ khám ra nó mang bệnh tích của tả châu Phi. Thế em bảo không ổn rồi, khả năng nhà anh ghép bệnh. Thế là đi xét nghiệm dương tính với cả hai nên là anh tiêu hủy hết. Ừ. Nhà vì mỗi cái tả thôi. Vâng. Đầu tiên mình nghĩ là tả cổ điển. Nó cũng giống biểu hiện đấy đúng không? Ừ, nó giống thế. Mà mình xử lý cái kiểu tả cổ điển thì thấy nó ổn ổn được mấy ngày. Ừ. Nhưng sau mình bảo thôi, quyết định hai con để mang xét nghiệm. Thì xét nghiệm đúng luôn, về trả giá luôn. Đấy. Cả thịt cả nái. Ui ôi, nguy hiểm lắm. Anh Cường ở trên Lai Châu cũng trộn cám xong rồi cũng bị đấy. Ừ. Cũng theo công thức trộn cám xong cũng bị. Còn mấy trại ở dưới, ngay dưới này này. Bị hết nhưng mà trộn cám nó cái cảm giác như kiểu cái đề kháng của con lợn nó kém, nó không được cao do nó không được bổ sung những cái chất tăng cường cái sức đề kháng ấy. Anh thì trộn cám theo kiểu như kiểu thuốc nhà máy thuốc mix nữa. À đúng rồi, anh trộn theo mix thì ok. Anh dùng mix mà. Bởi anh không dùng bình thường đâu. Trong mix ấy là nó có đầy đủ vitamin đúng và rồi. Các loại axit amin thiết yếu rồi. Phải hôm anh xem cái kênh của em nó thấy đang định làm cám bộ ở cam ngô. Ừ. Thì có ông gì kỹ thuật thì cái gì đấy. Ừ. À không phải kỹ thuật. Hay ông gì đây? Ông anh ông lên ông trộn cùng em. Không, gồng cái tay mà đưa ra cái vi lượng cơ mà. À, đưa ra những yếu tố vi lượng đấy hả? Ừ. À, đấy là bên công ty. Bên công ty chuyên cung cấp về vi sinh ủ. Đi anh ơi, em dẫn anh vào. Chuyên cung cấp về vi sinh ủ. Thì là em phải tìm cái công thức vi sinh đấy, cái men gốc đấy thì mới ủ được. Thế nhưng mà thực tế là khi mà em ủ ra, em tìm ra cái công thức mix như của anh ấy. Ừ. Thì ra giá thành nó rất là cao. 13.000 tính nó phải rơi vào tầm. Bởi anh lại dùng công thức mix đạm cá, anh dùng ủ thủy phân. Cá anh dùng thủy phân lên, anh dùng mix. Đấy, thì là bên em thì là đang dùng mix theo kiểu dạng như của cái kiu ấy. Ừ. Thì nếu mà mix theo kiểu của cái kiu thì nó có hàm lượng đậu tương thì nó gây đến độ giá thành lên. Thì bọn anh cũng dùng độ đậu tương mà. Vâng. Vẫn dùng đậu tương khô đậu mà, không dùng khô đậu mà. Đấy. Như của anh đang dùng bao nhiêu phần trăm ngô, bao nhiêu phần trăm đậu? Ngô thì tùy từng giai đoạn anh phút trộn. Lúc có to thì nó rơi khoảng 55% ngô. Lúc giai đoạn 15 đến 30 cân thì 15-30 cân lại cho 60% ngô. Kia của bọn em 63% ngô nhưng mà nó lên đến 27% đậu tương. 27% đậu tương cả. Vâng. Không, anh đậu tương dùng thì ít nhưng mà anh đạm cá dùng nhiều. Anh dùng nhiều đạm cá nên thì anh sẽ giảm được cái đậu tương. Đúng rồi. Thậm chí anh không cần dùng đậu tương, trừ con nái. Con nái. À, con nái không dùng đậu tương. À, con nái anh không dùng cám bột, thì vì mình cám bột mình không quản lý được cái vấn đề là cái chất lượng của con ngô. Vâng. Cho nên là nó lại bị trục trặc. Đấy. Mà mình nhập số lượng lớn ngô, các trại của em nhập số lượng lớn ngô xong về gặp một cái yếu tố bất lợi là ngô nó bị mốc. Mốc, đúng rồi, chính xác đấy. Mốc mà xong cái độc tố lấm mốc lên nó còn làm hỏng hết thai cơ. Đúng rồi. À. Đấy anh trải nghiệm được một vòng rồi, bị hư xong là sau không dùng bột nữa. Không dùng bột nữa. Ừ, tại vì số lượng mình cũng ít. Thế xong là cuối cùng là anh vẫn dùng được giai đoạn nào kể cả cái cám trộn mix đấy anh dùng. Mix hiện tại bây giờ từ tập nhặt. Anh làm từ tập nhặt. Ừ. Tập nhặt. Tập nhặt lên đề xuất luôn. Rồi, thế còn nái là không dùng. Nái không dùng. Nái đổ nơi chửa nơi đẻ không dùng. Rồi. Mix là anh chỉ trộn mix thôi chứ anh không ủ đúng không? Anh không ủ. Đúng rồi. Tại vì 500-600 thịt không đủ sức ủ. Mệt lắm anh ạ. Thì ăn bột thôi, bình bột thường thôi. Đây bọn em vừa đi thả cá cho khách. À thế à? Vừa đi thả 5.000 cá cho khách về. Bên em thật sự bên em anh thích cái bộ hấp ho. Hay, bộ đấy hay. Mà cực kỳ đơn giản mà rẻ tiền. Mà. Một năm mình hết 4 chai đấy.
cứ về cơ bản là mình cứ làm thế nào nó giảm giá thành cho người nuôi. Nên lần này giá lợn nó rẻ quá rồi nha, em phải nghĩ ra những cái cách khác, nhưng mà em cảm thấy không khả quan. Cái là em bảo bà con là phải cân nhắc kỹ trước khi chọn phương án đấy, bởi vì là khi mà chọn phương án đấy là phải làm máy rồi phải mua máy. Bọn anh có máy, bọn anh có máy hết. Vâng. Đầu tư bước đầu hơn nhiều. Bọn anh làm như kiểu công thức mà vẫn được khô đậu, vẫn là cái là bỏng mà. Vâng. Chứ không phải là ủ men. Anh chị ra ngoài này chơi à hay sao ra đây? À nhưng mấy hôm rồi là anh chết hết lợn, anh buồn quá, anh xem lung tung rồi gặp chú. Vâng. Ờ. Mà không ngờ hôm nay ra lại gặp luôn. Khách lợn nha chị. Đây em lấy cái chậu với cái vợt em bắt cá. Anh chỉ biết được Thúy bên mảng này thôi. Với lại hôm nọ mới tham gia được cái món gà với lại về cám ủ. Vâng. Mình bảo chắc là mới nảy sinh ý định cái cám ủ. Anh làm cám ủ 10 năm rồi. Anh làm cám ủ 10 năm rồi cơ. Cám bột 10 năm rồi. Anh làm cám mix giống như chú Tẹo với lại chú Huỳnh ở dưới Hưng Yên. Chú cũng làm mix kiểu đấy. Đúng rồi. Và chú có một chú thì chú ép thành viên, còn một chú thì chú không ép. Đúng rồi, ép viên cũng được mà không ép viên. Ép viên thì chi phí rất cao. Đúng rồi. Lãng phí. Đây này, anh giữ em này. Đây này, đây là cái máng cho ăn. Đây này, bọn em cho ăn cám nổi này. Đây là vẫn còn đây này. Anh rồi, thế rồi. Đấy, hạt cám nó bé tí này thôi. Nó không nhiều đâu. Thì đây là cái giá thể đây này. Đấy, em cho anh xem này. Đấy, cái giá thể này. Anh nhìn nha, em nhấc nhẹ nhàng lên này. Ơi, cá này. Cá đấy, đây cá, ui nhiều lắm. Đây, ui. Đây là cá này, đấy, ui. Ui, nó còn không ra đây này, nó chui này. Giờ này tối rồi, không chịu ra đâu. Không, nó đây này, nó đang kẹt đây này, nó đống như con lươn này, anh nhìn này. Đây, ừ, như đây này. Cũng ngủ à. Đấy, đây em xúc được. Đấy. Đấy, như con này là em giao, là em đang giao này, hôm nay khách này. À thế à? Đây, lô này lô to. Còn lô kia, ngoài kia là lô nhỏ. Đấy. Con này nó là cái con, nó đặc điểm của nó là nó luôn rúc. Và đặc điểm của nó là nó sẽ là lâu lớn. Nó là giống họ cá trình. Đấy. Đây bọn em nuôi trên bể đây. Công nghệ tuần hoàn anh nhá. Công nghệ tuần hoàn. Đây cái ống của cái máy bơm đấy. Hút lên cái phi to đấy để nó lắng phân lấy nước. Xong bắt đầu là nó sang cái phi thứ hai. Nó lọc nước. Đây anh đi sang đấy xem. Xong cái phi đấy là nó sẽ... Trong phi mình bỏ gì không? Có cái hạt lọc. Rồi. Hạt có các cái hạt lọc. Đây này anh xem này. Đây anh nhìn này. Nó sẽ là lắng phân ở đây. Anh nhìn này, phân nó lắng đây nè. Rồi. Đây, lắng nước ở đây. Xong rồi nó vào cái ống này, xong nó chạy sang cái phi này, nó chạy xuống đáy. Xuống đáy ở đây xong rồi bọn em có cái sủi. Vâng. Đấy anh ước em này. Sủi đây là hạt cá nét này. Cái hạt này là bọn em đang nuôi vi sinh. Vi sinh nó sẽ xử lý những cái nào, ví dụ như cái đáy phân là nó dính ở đây, còn những cái nào hòa tan thì sang đây là con vi sinh nữa ở trong cái hạt này là nó sẽ xử lý, nó đánh tan, kết hợp với cái sủi này nữa, là nó làm cho nước nó sạch, nó sang bên kia cũng thế. Đấy, thế là hai cái phi này là để nó xử lý cái nước của cái hồ cá này. Con bể này bọn em đang ươm khoảng là 8.000, như hôm nay em bắt bớt đi rồi còn 8.000, còn hôm trước là em để khoảng là 1.2 vạn. Nuôi con này là cần cái giá thể kia để nó nằm, nó sẽ ẩn nấp, nó chui ở dưới. Tại vì con này là nó không thích ánh sáng mặt trời. Nó không thích ánh sáng mặt trời đâu. Vậy anh nuôi trong nhà được không? Tuyệt vời. Đủ. Nuôi trong nhà thì mới đúng bài của nó. Tại vì nó ngoài tự nhiên anh nhá. Là nó nằm ở trong các cái hang hốc đá. Anh vừa hủy cái chuồng 50 nái, anh tháo vừa tháo máy ngày qua. Ôi giời. Không gặp em sớm. Anh hỏi một tay ở ngoài Nam Định. Hắn cũng làm có chạch nhưng mà hắn chạch đồng. Chạch sụn. Hắn bảo không được, phải tháo mái. Chạch sụn thì sẽ phải tháo mái. Bệnh anh định chạch... là định cái nhà 50 nái đây là anh nuôi lươn. Nhưng mà anh bảo nuôi lươn anh không thích lắm. Nuôi lươn dịch bệnh lắm mà nó thật ra với anh là bây giờ ra được một cân lươn nó cũng phải 90.000. Đi lang thang là gặp chú ở trên. Mình bảo mà cái chạch này ở ngoài Bắc nhìn mua chú có phải. Đúng rồi, ngoài Bắc này thì bọn em đang là cái đơn vị cung cấp giống đầu tiên. Anh thấy anh tìm mãi còn miền Nam thì nó làm cách đây nó phải rơi vào tầm độ khoảng là 4-5 năm nay rồi. Miền Nam thì nhiều, đúng đây không? Đây này anh này, miền Nam thì nhiều. Này, đây này anh này, đấy, thấy chưa? Có dây đặc này, đây này em, đấy, thấy chưa? Rồi. Đấy, thấy chưa? Rồi. Anh vừa tháo bạt xong ngày hôm qua. Đấy, thế này thôi, cái bể này của bọn em đây là cao 1 mét thì đang để nước khoảng 80. Anh chuồng anh bọc bạt cũng cao được từ 80 phần nước. Nhưng mà... anh bé mới ô anh chia nhỏ ra thành mới ô khoảng 15 vuông thôi. Bể này của bọn em đang để mức nước này là đang là 10 khối. Bể này 10 khối. Thì nếu mà nuôi ấy, lúc đầu ấy, ví dụ như anh này, em cũng khuyên anh thả một bể thế này nó chỉ rơi khoảng 2-3.000 con trong cái tháng đầu. Anh ạ, anh tên gì nhỉ? Anh Tân. Anh Tân nhá thì xong bắt đầu là tầm khoảng cứ 1-2 tháng sau là bắt đầu nó lớn. Mình sát ra.
Anh hình dung giúp em anh đấy. Hiểu đâu, anh hiểu đâu. Ví dụ như bây giờ là mình đang để một cái chậu như này, từng này con. Nhưng bây giờ sau một tháng ra là bắt đầu mình lọc ra những con to này. Mình sang bé, con bé mình lại sang một bể. Rồi rồi. Thế là nó vừa giãn mật độ ra, nó lại mình con to thì mình cho ăn cá to. Con bé thì mình cho ăn cá bé. Mình cho ăn thêm các cái thuốc bổ giúp biết mình nữa. Còn anh nuôi trên bể thì nếu như mà anh có ao ấy thì em sẽ khuyên anh là thay nước. Đỡ ở cái tiền điện. Anh không có ao. Anh nếu như mà anh, có... anh vẫn là nhà xưởng thôi. Thì bây giờ của anh là mấy chuồng? Cái nhà đấy mấy chuồng? Nhà đấy giờ hiện tại được 10 chuồng, 10 ô. Thì theo em là anh để lấy hai cái ô ra anh bơm nước lên để nó lắng nước. Lắng nước rồi, anh có hệ thống làm lắng nước rồi. Đấy, thì anh sẽ tầm khoảng là 3 ô, mình sẽ bỏ ra tầm 3 ô để nuôi. Thì lúc đầu mình về mình nuôi dồn vào một bể ấy. Xong bắt đầu là cứ tầm khoảng hơn một tháng xong bắt đầu anh lọc ra chia ra các ổ khác. Thì mỗi một bể cũng chỉ cần đấy 3 cái này thôi. Đấy, anh chỉ làm em 3 cái này thôi. Cái này thì vài chục. Cái sọt này thì chắc chị ra mua hoa quả xin được. Sao sọt không mình nói. Em thật. Che em cắm đây. Đây em làm sẵn đây cho mấy con cá to đây. Cá to thì nó cứ vứt cả cái này xuống bể ấy. Đấy. Thế thôi, có cái gì đâu đơn giản này thôi, cám đây thì cám như thế nào em? Như sai kiểu này. Bọn em đang bán buôn thì là 10.000 con, còn bán lẻ là 12.000 con. Như lô này, bể này là em đang có khách đặt hết rồi, sáng ngày mai em lại đi giao trên Thái Nguyên. Đấy. Nếu như mà anh đặt sớm ấy thì em ghép được số lượng ít thì còn em còn bên này thì còn một ít thôi. Còn không là lại phải đợi bể bên này. Bể bên này cỡ size nhỏ hơn là nó size 6 cm. Thì lại phải tầm ít nhất là phải tầm chục hôm nữa thì thời tiết thuận. Anh thì chắc phải chục hôm hơn chục hôm nữa anh bắt được, anh mới làm được. Giờ về mình anh xử lý lại máy móc rồi là chạy thử đã. Vâng, đây này không đấy em bảo trước mà tại vì đây này em bắt cho anh. Tại vì anh giờ mà ở ngoài Bắc về ở ngoài này nó hơi khác với cả mình thấy đang hơi lan tan. Một là con giống thì giờ mình tìm được rồi ạ. Nhưng mà đầu ra mình đang sợ đầu ra của con này. Ôi giời anh ơi, anh em vừa mới đi tiếp của mấy ông Trung Quốc này, ông ấy sang mua, hôm nay ông ấy bảo là có cá không, ông ấy nhập về luôn 2 tấn này, chuyến đầu tiên này, nhưng mà không có cá. Trung Quốc nó không làm được con cá này, nhưng con cá trình thì Trung Quốc nó làm được. Đây này. Trình Trung Quốc là nó lạnh. Cỡ 6 phân, 8 phân này. Đấy, cỡ bên kia là 10, cỡ này 6, 8. Thì phải nhanh thì cũng phải tầm chục hôm nữa thì lô này mới xuất được. Còn lô bên kia của em là hàng cá bột. Đấy, hàng cá bột thì anh cũng sang tin anh sang xem. Cá nhỏ, bọn em cứ lứa, cứ kế tiếp nhau này. Đấy, nên là cứ thường thì khách sẽ phải đặt hàng bọn em thì để bọn em còn sản xuất. Chứ bọn em cũng không làm nhiều ra thì nó cũng nặng vốn với nó không ấy được. Con này đây nhưng mà cũng bọn em đang thuần cám, bắt đầu thuần cám rồi. Đấy. Anh cứ yên tâm là làm con này ấy, thì cái miền Bắc mình của anh đấy, bọn em bán giống đầu tiên anh biết đấy. Là đúng nó rồi. Không có nhiều người nuôi. Không có nhiều nuôi. Thì đây nó gọi là cái cơ hội vàng cho các anh. Ai mà nắm bắt được thì được. Em nói thật với anh là như thế. Chính là mình dỡ mãi là vì mình tham khảo mấy mô hình kia. Xong mình dỡ mãi, họ tư vấn mình dỡ mãi. Xong mãi hôm qua hôm kia mình lang thang mình gặp được, mình thích nuôi trạch này. Cái con trạch này là cái con bản địa của ngoài Bắc chứ anh. Anh khu Thanh Hóa mà khu mấy cái suối ở gần đá ấy có đầy. Không, anh không ở gần suối đấy, anh giáp biển cơ. Đấy. À thế là anh là đằng anh Nga Sơn rồi giáp mình. À Nga Sơn, ui Nga Sơn hôm trước em vừa vào đấy đang kiểm xe xong. À thế à, Nga Sơn à. Em đi vào Hậu Lộc thì chẳng đi qua nhà anh. Qua đang kiểm cho đấy mà. Đúng rồi. 36-10D đây. Đúng rồi. Đây anh sang đây xem bể cá nhỏ đây. Bể cá nhỏ tí đây, hôm em vừa mới nhập về cách đây khoảng 5 hôm. Đang cho cá ăn đây này, cá giống con ăn đây này. Đấy, bọn em cho ăn cái con chùn chỉ giun đỏ đấy, gọi giun đỏ đấy. Cá giống con đấy. Đấy, bo bo còn mấy kia chùn chỉ ăn. Cá giống con đây này, anh nhìn thấy nó lơ lửng này. Rồi. Đấy. Nó mới được độ khoảng 2 phân đây này, như đây này. Đây. Cái hạt nhựa kia mình cấp luôn à? Hạt nhựa kia? Em chỉ chỗ cho anh mua rồi, còn bọn em không bán đâu, bọn em tập trung bán cá thôi. Kể cả máy móc thiết bị này thì em anh có cần mua thì em chỉ chỗ cho anh mua thôi. Máy oxy như máy oxy này thì khả năng anh lấy máy oxy của bọn làm tôm được không? Được, thoải mái. Đây bọn em lấy hàng tôm đây, 1 ký mốt đây, 1 ký mốt mà chạy cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bể đây. Đây, mà mỗi một cái bể là 12 cái ống khí. Đấy nha, phi 27, anh nhìn thực tế luôn. Mà chạy máy êm ru. Đấy, máy êm ru luôn. Có 1 ký mốt thôi. Nước chạy 24/24. Đấy, đây là cá nhỏ có sang kia anh ơi, sang đây cá bột này, anh nhìn này. Cá này là cá hương, cá này là cá bột. Anh nhìn nó bám ở dưới đáy này.
ra kia nó nước tính thì nó ấy hơn. Đấy, đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, đấy, nhìn thấy bám dưới đáy chưa? Đấy, đây nó lơ lửng đây này. Rồi, 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 rồi. Đấy. Ông anh trai em là làm sản xuất này, nhưng mà ông ấy đang đi tiếp người Trung Quốc về mua ấy. Hôm trước đây cũng tầm độ khoảng 4 năm ông Trung Quốc về đây đặt hàng. Bên Trung Quốc nó khan hàng lắm đây, nó sang đây đấy. Còn bọn em cứ cất cho những cái ao nằm cá thịt bọn em đổ năm ngoái ấy, là ra phát là em đổ luôn cho lái buôn là đi đường Cao Bằng với Lạng Sơn Trung Tiểu Quốc, Ngạch. Trung Quốc mùa đông gần như không có. Nó lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Hàng miền Nam ra thì chất lượng thịt nó kém. À vậy là con này là chịu được bóng tối à? Nó thích hợp bóng tối. Đây này, bữa tối bọn em mới cho nó ăn, còn ban ngày là không cho ăn. Con này là nó ngoài tự nhiên đấy, là nó chui rúc trong các cái khe đá anh ạ. Em muốn tư vấn cho anh này, anh làm bể này, anh phải về thiết kế cho em này. Anh nhìn cái bát kia không? Rồi. Đấy, anh sẽ phải làm thiết kế giống cái bát đấy. Cái ống kia nó luôn luôn đặt chết ở đấy. Đây là cá nhỏ thì bọn em không xẻ rãnh, còn ống to, cái cá to kia thì anh sẽ phải khoan, anh sẽ phải xẻ rãnh. Hút đáy. Đây này, cái ống ngoài này này. Ừ, để hút đáy đúng không? Em bây giờ em chỉ cần nhấc lên là chạy hết đường. Đúng rồi, nhấc lên là nó sẽ xả nước. Anh cũng đang làm cái này rồi. Đấy. Nhưng mà anh lại không đặt ở giữa bể. Anh phải đặt giữa bể thì đánh kiểu bọn em đánh khí này. Tại vì nhà anh là bể dốc. Thế thì anh làm cái chuồng, chuồng dốc mà. Về anh đấy thì anh phải cuối chuồng. Dốc theo chiều nghiêng của chuồng lớn. Đúng rồi, anh đúng rồi. Anh phải làm cái kiểu cái khí hoặc là làm cái thổi luồng để nó đẩy. Ủa? Hoặc cái vòi nước. Anh làm ý tưởng anh làm giúp của em kìa. Là anh xả đầu trên xuống. Xả trôi xuống kia. Trôi xuống đúng rồi. Thì là cái này này mình không cần mình chỉ cần nghiêng và cái là nó hút cái phân nó chảy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Phải lấy được cái phân bỏ đi thì nó mới hiệu quả. Đấy, như lúc nãy anh đến đây là cu em nên là nó đẩy cái xào nó đẩy vào đấy. Chứ anh ra Nam Định xem thì họ lại xả tràn trên kia thì anh thấy không hiệu quả rồi. Đấy là cái mặt mình phải làm, vẫn phải làm cả hai, vẫn phải làm cái cáp cả hai. Nhưng mà mình sẽ ví dụ như của anh mà ở góc đấy thì anh đứng lên anh đảo cái mặt, còn không ấy thì là nửa nuôi bọn em đây công nghệ tuần hoàn thì không ấy, còn nếu mà nuôi công nghệ chảy tràn ấy mà thay nước ấy thì cứ kệ nó bơm đầy lên không mặt nó tràn. Dùng công nghệ là tuần hoàn thôi, thay nước. Thì vì nước nguồn nước anh không, nó cũng không đảm bảo lắm, cho nên mình không làm mướn. Nước anh có sắt à? Không, nước kênh bình thường thôi. Cái ruộng lúa này thì đôi khi họ phun thuốc sâu. Ui, đôi khi họ phun thuốc sâu xả ra thì mình cũng không quản lý được vấn đề đấy. Con trạch chấu này anh Tân nhá, nó chỉ cần một tí nó phát chết luôn đấy, cho nên là anh không ý tưởng là lấy nước tự nhiên. Con này nó rất đỏng đảnh anh Tân ạ. Như thế là em mới phải tư vấn cho anh là gì, anh phải làm ra hai cái bể để xử lý nước phải ngon lành. Phải ngon lành luôn đấy. Thuốc sâu ngoài ruộng đồng vào ấy thì là chết luôn, không làm được đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Như thế là không, ý tưởng anh vẫn là hệ thống tuần hoàn cho em đây. Đúng hệ mô hình của này. Đây này, em phải ủ một cái phi kia vi sinh này, em lại anh lại ra đây em dẫn anh này, bắt buộc anh phải làm hệ thống tuần hoàn, anh phải có cái này. Đấy. Anh không có cái này thì anh không nào làm được. Bổ sung phải nói là hàng ngày luôn, bọn em bổ sung đánh hàng ngày vào trong bể đấy. Đây anh phi vi sinh này. Để phục vụ cho cả 7-6-7 cái bể. Đấy. Men thứ, đây gọi là men thứ đấy à? Men EM thứ cấp đấy. Nó là EM thứ cấp đấy. Cái màng cứng này là cái gì mà lại cứng này? Nó là cái nấm màng nấm men. Cái này nó là cái sinh khối của con men lên. Phải có cái này thì nó men của anh ủ nó mới hiệu quả. Còn nếu như mà không có cái này thì anh không hiệu quả nhưng đâu. Nhưng mà cái sinh khối đấy em bỏ cái gì mà nó lên vành nhá? Thì nó men mấy cả cắm gạo, mấy cả dỉ mật. À, đây em bỏ cắm gạo. Vâng, cắm gạo thì là nó tăng thêm cái tinh bột, mấy con men nó khỏe. Còn ngoài ra thêm thì có thể là cho này, thêm. Anh làm cám ủ đạm cá cũng là men này đấy. Đúng rồi, đây là men này. Chuẩn. Nhưng mà nó lại có thêm cả đạm cá. Còn không, cái này đạm cá riêng, ủ men thứ để ủ vừa cho cá. Ủ đạm cá riêng. Còn ủ đạm cá riêng, đây là men thứ. Nhân men. Thay nước. Đấy. Rồi, em bỏ cái đạm. Cái này cứ vào cái ngăn hạt đấy. Cái cám gạo thì ok, đúng rồi. Thế là cứ vào cái hạt đấy, thế là nó con men, thế là nó xử lý nước cho anh thôi. Rồi. Đây, chứ có gì đâu. Đấy, nó đơn giản mà, nó cũng không khó, phức tạp gì đâu. Nhưng mà đây là bọn em làm giống thì bọn em làm. Nhưng mà bọn anh nuôi thương phẩm mà làm hệ thống kiểu này là cũng hơi căng ấy nhỉ. Chi phí hơi cao ấy nhỉ. Một cái bể này nó đang rơi vào tầm độ khoảng là hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu một cái. Nhưng mà bọn anh làm bây giờ thì em sẽ khuyên anh là làm cái bể bạt đen. Nó sẽ rẻ hơn. Bạt đen nó cũng là không phải cái bạt nhựa dày quịch mà cứng đâu nhá. Bạt tôm ấy. Ừ, bạt cái bạt cho tôm ấy. 0.5 ly. Ừ, đấy, nó dai ấy. Bạt hầm ga, bạt hầm bioga. Ừ. Đúng rồi. Thì là cái bạt đấy thì là anh dùng cái bạt đấy thì là nó mới bền. Với cái thứ hai nữa là nó mới tiết kiệm chi phí. Còn cái bạt nhựa này nó chỉ được tầm khoảng 4-5 năm thôi là nó sẽ ấy.
Anh thì ao không, anh ao không có. Tất cả hệ thống nổi, chuồng thì đang nuôi 600 thịt cơ mà. Chuồng nhiều lắm, đang nhiều chuồng lắm. Đang muốn là chuyển đổi một nửa chuồng thành một thứ khác. Một là anh nuôi cá, hai là anh nuôi thỏ. Ngày đầu tiên anh khởi nghiệp là anh làm thỏ rồi. Bây giờ anh cũng không thích lắm. Cá sau anh làm lợn. Làm lợn thì được 12 năm rồi. Làm lợn 12 năm thì 12 năm ủ cám luôn. 12 năm ủ cám thôi. À, cám, đạm cám ủ này thì mới thôi. Mới được 3 năm nay thôi. À, 3 năm cám thủy phân này, cám đạm cá đấy mới được 3 năm thôi. Còn làm mix bình thường, làm thường. Người ta gọi là dùng ngũ cốc cộng với đạm cá trộn vào với nhau. Không, đấy là gọi là thủy phân cả ngũ cốc, cả tinh bột thì đỡ khác. À. Thì mình để cái đạm cá được ít lắm, thời gian nó ngắn. Đúng rồi. Còn nếu mình bị ủ cá không ấy, thì mình có thể ủ được để được 5 6 tháng, 7 8 tháng thôi. Đấy bỏ tinh bột vào anh phải ăn trong tuần hoặc là nửa tháng là hết rồi. Nó chua, pH nó lên. Đúng rồi, pH nó lên nó chua, con lợn nó ăn nó không lớn. Nó không ham ăn mà hay bị nôn. Ăn xong là nó còn cụt mất lông nhung đi xong con lợn nó không hấp thu được. Đúng rồi, chính xác. Cho nên nhiều anh tư vấn là bỏ thêm cái cám gạo vào trong đạm cá đấy. Mục đích là để cho nó không bị sùi bọt lên. Ủ đạm cá nó sùi bọt nó hớp lắm. Nó phì luôn, nó nổ như mìn vậy. Thì bỏ cái cám gạo vào thì nó hết. Nhưng mà nhược điểm của nó là để không được lâu. Ăn ngay được, ok. Đúng rồi. Nhưng bọn em bây giờ cái công nghệ men đạm của đạm cá của em bây giờ chỉ cần đưa cá vào xay xong mà cho cái men đấy vào. Đúng rồi, cho men cho enzyme mà thôi. Cho mật thủy đường vào. Ừ, thế thôi. Thì là bọn em ủ cũng để được lâu phết. Cái đấy để lâu lâu mà cả năm được mà. Nếu để kín. Đấy. Cả năm luôn. Vâng. Vẫn thơm bình thường. Mà con lợn ăn đạm cá đẹp lắm. Đúng rồi. Bản thân em bây giờ có một số trại ấy, họ không ủ được đạm cá, họ vẫn mua đạm cá để bổ sung thêm do là đợt này họ biết là cái cám nó thiếu ấy, nên họ vẫn mua đạm cá để họ bổ sung thêm mà. Nhưng mà giá thành thì nó cao thôi. Giá thành cao. Nhưng mà thực tế ra thì tính ra nó vẫn ngang nhau. Bởi vì là họ ủ ra ấy, thì hàm lượng đạm của họ cao. Còn mình ủ thì hàm lượng đạm thấp nên là mình lại dùng nhiều. Thế thành ra là nếu mà tính giá thành chi ni ra thì nó sấp xỉ nhau. Nếu ủ đạm cá, ủ đạm cá hiện tại bây giờ nếu như bọn anh đang làm đây thì nó có thịt nhá. Có từ 30 cân đổ lên. Vâng. Thì nó rơi khoảng lẻ 10.000 cân thôi. Vâng. Đầy đủ hết mic miếc 10.000. Ừ, lẻ 10.000 thôi. 10.000. Thì đúng mà, nếu trừ mà mình tự làm. Trừ mọi chi phí đi chắc là khoảng 10.000 rưỡi gì đấy thôi. Thế còn nếu như em tính là nếu như theo công thức của công ty cho ấy thì nó phải lên 13.000. Nếu mà ủ không đạm cá phải gần 13.000, gần ngang ngửa cam viên. Đúng rồi. Thế thì không chênh nhau. Ờ, cho nên là nếu không dùng công nghệ thì lại không nên làm cám bột. Đúng. Nhưng mà trại anh lớn thế thì nó lại lượng nó lại ủ ra nó lại phải tích nguyên liệu vào. Anh chỉ ủ cá thôi, còn cái ủ ngô thì anh bảo anh không cần thiết lắm. Như nhà anh bây giờ nếu mà như ngày xưa anh chăn là bao nhiêu nái, bao nhiêu thịt, anh làm như vậy thì cần bao nhiêu nhân công? Có hai vợ chồng làm thôi. Hai vợ chồng làm thôi gì? Ừ. Nhưng mà vất lắm đúng không? Không, thật sự để bảo vất không phải là vất, đơn giản mà. À ừ, nhưng mà anh làm bột khô anh không ủ kia như bọn em. Không ủ không làm ướt. ủ như kia mọi người đang làm ủ theo cái công thức kia rồi. Mua thời gian luôn. Không làm được. Mệt lắm. Không làm được ủ. Em ủ ngồi đấy thì... anh biết em nhìn em ngồi em trộn 25 cân xong em xùi hạch lách. Đấy thủ công đó, đấy là những người nuôi 5-10 con thôi. Đúng rồi. Cần nuôi số lượng từ 50 nái đổ lên thì không làm được. Đúng rồi. Thà mua ngô chín. Ngô bỏng chín. Ngô bỏng chín. Ngô bỏng chín, không ăn ngô sống nữa. Thì ok. Chi phí cao hơn. Hôm qua em xuống cái anh ở dưới Phú Xuyên anh bảo là cách đây 10 năm ở vùng anh nó đã ủ cái cám này nó nuôi gà rồi. Nhưng mà chỉ được 1 đến 2 lứa thôi, xong... Anh dùng mic của anh em ngoài Hải Dương. À. Của bọn PP ấy. PP à? Cá này chuyên tới anh cũng làm bằng cám của nó này. Anh cũng ủ men anh... Đúng rồi, anh chăn cái con trạch chấu này, anh ủ cám được rẻ cực. Anh làm cám dẻo, anh làm cám viên. Đúng rồi, làm cám nắm. Ở cám nắm. Thế đây, cái máng kia, cái máng giống như cua em nuôi. Đấy, là anh đặt ở đấy. Đặt ở cái máng anh nắm cứ như... Đúng rồi, cám nắm thì nó... Thì nó là không tan, cho nên mình quản lý được nguồn nước dễ hơn. Đấy là anh chính anh nuôi con trạch chấu này cũng tận dụng được cái nguồn đạm cá như anh làm lợn. Như anh làm lợn luôn, đúng. Chỉ có mỗi rồi là anh mất thêm một cái công là ủ quấy cho nó quẹn vào với nhau để tạo thành dẻo. Dẻo. Đây mục đích anh cũng đang trải nghiệm ấy. Đang xử lý khoảng, anh nuôi khoảng, nếu nuôi trạch này anh kiến anh nuôi khoảng 2.000 con thôi. Tại vì ý tưởng của mình là vẫn còn thích ham, vẫn còn đam mê con lợn. Nhưng mà anh yên tâm là tại vì tại sao em mới set up kênh Thương Tiến à? Tại vì bây giờ bà con vẫn còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm về mảng thủy sản. Nên là bọn em cần set up một cái kênh giống như kênh lợn của em để cập nhật nhiều kiến thức lên đấy. Và nó phải đi kèm với những hình ảnh quá thực tế để đúng bọn rồi, anh phần trải nghiệm. Đấy. Chứ là thật với anh Tân là em là cũng học lớp thạc sĩ thủy sản, thế là cũng có cơ duyên được mê kết hợp với chị Lý. Cơ duyên được cả cô Thúy ở đây. Đấy. Thật sự.
Mọi lần điện là không bao giờ gặp cô Thúy, tôi gặp nhân viên thôi. Đúng rồi. Nhưng mà gặp cô Thúy được. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng không gặp được. Đấy, nó khó. Thế là lần sau là hôm nay là phải xin số riêng, số ngoài luôn. Cái men này đúng là trong nhà anh cũng có cả khối rồi. Không đáng ngại lắm. Anh cứ nghĩ là con vi sinh khác, mình đang hơi tò mò con vi sinh. Thế anh em nó đưa video nó cùng, lên nhưng mà... Công nghệ với anh ạ. Phải là giống công nghệ của mình rồi. Nhưng mà con vi sinh ở bên thủy sản của bọn em, bản thân cái vi sinh mà em làm, em giới thiệu bọn anh ấy là xuất thân từ thủy sản. Bởi vì sao? Bởi vì cái men vi sinh thủy sản ấy nó mới nhân khối được mạnh. Chứ còn cái men vi sinh ở bên động vật trên cạn ấy, nó không nhân khối được mạnh. Tại sao? Bởi vì là vẫn là cùng một gói men nhưng mà nó nhân khối được lên cái bể kia. Nhưng mà tại sao vẫn là cùng một gói men ở bên động vật của em lại nhân khối được ít hơn? Đấy, bởi vì bên thủy sản nó là một cái ao, một cái thể tích rất là lớn mà người ta cần nhân khối mạnh hơn. Đấy. Anh thấy cái vi sinh của anh nó hăng hơn của em. Nó sẽ có những cái chủng loại nữa. Ừ, của anh hăng lắm. Còn xử lý chuồng mà. Trái của em thơm lắm. Xử lý chuồng, bỏ chuồng lo là đổ khoảng 2 lít một bể tắm thôi. Nhưng mà anh dùng rỉ mật màu gì? Màu đen vàng. Màu vàng thì nó mới là chuẩn. Còn nếu mà màu đen là màu rỉ mật cháy. Những người mới nuôi thì thường thường hay bị ăn quả rỉ mật đen. Đúng rồi. Thì mà anh nuôi lâu rồi thì phải mật biết. Mật đã chạy qua máy rồi, nó bị cháy rồi. Nên là về cái rỉ mật đấy ấy, nó không phải là môi trường tốt cho con men nó nhân bản. Ủ vào đạm cá thối mất. Đúng, chuẩn. Chậm. Cái gì đen đấy, thối mà. Ủ vào cám ngô, cám gạo ngô, cám gạo chua. Chua, không thơm. Nó còn diệt bớt mà con men của rồi, mình đi rồi đâu. Nó có nhân được con men của mình rồi. Đâu. Như mà anh theo đuổi nghề lợn giờ này không còn gì mất rồi. Giờ phải đá thêm một tí nữa thôi. Chắc là bước đầu anh vẫn dùng cái đạm cá của anh thôi. Vâng. Kiểm nghiệm, anh đang trải nghiệm cái đạm cá cho con cá ăn như thế nào. Đúng rồi. Nó cực kỳ hiệu quả luôn. Anh nghĩ con lợn nó ok thì con cá khả năng anh nghĩ cũng được. Rất tốt luôn anh ạ, không có sao cả. Chỉ có vấn đề là mình phải lọc thôi. Mình phải lọc để mình lấy cái cốt. Cái thịt thôi, đúng rồi, xương không cần. Đúng rồi, cái đạm cá mà cho cá ăn này. Xong rồi mình quẹn cùng với cái dung dịch kia. Đúng rồi. Quẹn cùng với cái hỗn hợp kia. Như bọn em là bây giờ hiện tại em đang áp dụng cái mô hình nuôi ở trên nhà cái thằng nhân viên nhà em ấy. Thì là bọn em trên đấy là mọi người cứ nấu bột cám ngô, cám gạo các thứ lên, nó quẹn nào. Xong bắt đầu là trộn đạm cá vào, xong ve viên xong đặt lên cái dầu nè. Đúng rồi. Nó rỉa. Đúng rồi. Thì là nó tiết kiệm được bởi vì cái bột cái đấy nó không tan nhanh. Nên là nó rỉa được. Sao không dùng bột dẻo? Bọn em thì lại không, bởi vì bọn em nuôi ít thôi, với lại nuôi dạng dân dã cho bố mẹ ở nhà nuôi cho vui, bởi vì làm theo công việc. Với lại căn bản nữa là cái con này nó nuôi về đêm, nên là ban ngày anh hoàn toàn anh có thể làm việc khác. Đến đêm mới phải về chăn, bắt buộc là phải tắt nắng thì mới được ăn. Mà trước khi nắng lên là phải ăn rồi. Chứ còn anh ăn cho ăn lúc nắng, là không có ánh sáng là nó không ăn đâu. Đấy, thế nên là ban ngày là từ 7 giờ, 8 giờ sáng cho đến 5, 6 giờ chiều là anh hoàn toàn anh vẫn có thể đi làm công nhân bình thường. Và nó chỉ ăn mùa đông sau 6 giờ tối, mùa hè phải sau 7 giờ tối, tắt nắng rồi nó mới ăn. Còn nếu mà cá bé thì ăn 2 bữa một ngày, thì sáng hay trước khi đi làm tầm khoảng 5 giờ sáng thì mình phải cho nó ăn rồi. Thế còn nếu mà, ấy à, mày bị rồi, úp thịt rồi. Luôn, rồi ok. Đấy, tiêu anh vậy hơi được, mày tiêu anh vậy hơi được đấy. Thế còn nếu mà nếu nuôi con lớn thì ngày ăn 3 bữa thì tầm 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng mình dậy mình cho ăn thêm bữa nữa, thế thôi. Thực ra lợn, con lợn thì bọn anh luôn luôn nhìn thấy là từ giờ đến cuối năm và ít nhất là từ tháng cuối năm. Còn không ấy, nó phải sang đến giữa năm sau, con lợn mới hồi giá được. Nên là lúc này không phải là cơ hội để anh vào lợn, thật sự. Đúng rồi. Còn lúc này nếu mà ngon để mà vào lợn, em đi thuê trại, em vào lợn em nuôi rồi, em chả phải ngồi đây, thật sự luôn. Nó là thế. Anh chắc phải dăm tháng nữa vào nái rồi, anh vào nái cho anh ngồi là thịt. Đúng rồi. Tại vì từ giờ đến cuối năm, tầm tháng 8, tháng 9 anh vào nái thì bắt đầu đến giữa sang năm anh có lợn đẻ thì là hợp lý. Đấy, hoặc là nếu không thì phải tầm tháng 6, tháng 7 đợt này, trời nó ổn định này, nhiệt độ nó lên này, nó dịch bệnh nó ít đi này. Thì anh vào nái xong ít nhất tầm khoảng 2 tháng này làm vaccine, cộng 4 tháng để chữa. Thì 6 tháng nữa anh mới có lợn con. Thì sang năm anh có lợn thịt là bán, là vừa. Chứ còn thời điểm này thì không ok lắm. Bởi vì lúc này anh vào nái là sai lầm, bởi vì là bây giờ đang dịch bệnh. Bây giờ tả châu Phi đang nổ khủng khiếp luôn. Mặc dù mật độ nuôi rất là thưa nhưng mà dịch bệnh vẫn nổ ra. Bản thân lúc này em cũng không khuyên ai vào nái lúc này cả. Mặc dù giá rất thấp. Bây giờ tính ra một con lợn giống bây giờ về đến chuồng của anh giá rất là thấp. Bởi vì nó nhân với giá lợn thị trường tầm 50, 53 cộng với 3 triệu tiền công kỹ thuật. Thì con lợn bây giờ về đến chuồng mới có 8 triệu bạc, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà dịch bệnh. Khổ lắm. Hai mình mới dịch xong mình chưa vào. Đúng rồi. Đấy, nên là mình bắt buộc phải nghỉ chuồng ít nhất vài tháng cho nó bùng lắng lên đã rồi hãng vào tính tiếp. Phải đang vậy mới gặp chú Tiến này, phải trải nghiệm cái một mùi mới. Tiến này có mặt em ở đây thì anh hoàn toàn là yên tâm. À đấy, đúng rồi. Bởi vì là em chắc là có duyên em rồi đấy. Nhân bản thủ lĩnh cho ai thì anh phải hoàn toàn yên tâm là như thế. Ừ, ok. Con đấy thì nó chỉ tầm khoảng hơn 2 tháng anh sẽ thu bán tỉa được những con to, thu bán đúng tỉa rồi, được. Đúng rồi.
Bây giờ bắt đầu vào mùa hè này là bắt đầu bán cho quán bia ấy, nhiều các loại. Chứ giờ này nghỉ lợn là không còn nguồn thu đâu. Thỉnh thoảng vớt con chạch lên cái uống bia chứ. Được, toàn tuyệt vời. Thế lại tốn cả mồi lên bia. Đấy. Mấy khi mới tụ tập anh em về nhà mình được, ngày xưa không có ai, giờ phải tụ tập lại chứ. Vâng. Dạ. Nói chung là bọn em thì đợt vừa rồi em cũng vì con lợn, anh em mình nói chung là vì con lợn cả. Mình đam mê quá, thật sự mình đam mê quá. Chứ mà em phải là tâm huyết với con lợn. Anh thấy em nhiều cái phương án hay phết, cực kỳ hay. Cắm ủ được hết đi. Vất vả lắm anh ơi. Bạn hướng họ em cắm khô bình thường thôi. Thật sự là như thế này này, nếu mà hướng đang giải pháp cho những người chăn nuôi nhỏ lẻ 20-30 con ấy, anh bảo họ quá lỗ. Chứ còn tất cả đối với những trại mà đã trên 20 nái rồi thì tốt nhất là thả cá mà cho nó ăn để thời gian còn đi tiêu tiền. Mệt. Giờ không phải thả cho nó ăn thì nó cũng tiêu hộ mình rồi. Nó nuốt vừa nuốt xong thôi. Mà anh thấy có khổ không? Chăn lợn nó không dám đi đâu, bạn không dám đến nhà mình. Đúng. Đấy. Chính xác luôn. Chả có lợn này còn bạn bè, con lợn tự dưng mất hết bạn bè. Anh nái thì anh dùng bộ nái của đỡ hết. Vâng. Còn tập nhặt thì mình tự làm hết. Anh ngủ cám rồi anh có thấy một điều rất là đúng là con nái không thể thay thế cám chăn thẳng được. Bởi vì họ không cân bằng được dinh dưỡng. Và khi mà con nái của mình chăn có thể lứa đầu, lứa thứ hai ok, nhưng bắt đầu lứa thứ ba thì đi là con ấy bắt đầu có vấn đề. Cái con sinh ra bắt đầu có vấn đề. Và cái FCA của con lợn con sau này ấy, nó ảnh hưởng rất lớn. Con nái thì không nên ăn cám bột. Thật sự mình làm gần 10 năm cám bột rồi, nhưng mà con nái mình không có ưng được. Nhiều trại họ vẫn dùng. Tại vì anh xem Tiến nó đăng mấy video là khách hàng mua nhiều giống mà nó không bán. Nó chỉ có số lượng thôi. Thì mình thấy nó có cái gì đó hay, rất hài hòa, rất hay. Hay em đấy. Em là em nghĩ không quá thương mại. Đúng rồi, em nghĩ cho khách hàng, nghĩ cho các anh chứ em không làm. Chú hôm nay chú không đòi mua nhiều nhưng mà em bảo chú đừng nuôi nhiều. Không mới luôn, đừng nuôi nhiều. Rồi, vậy vậy thì để anh về xử lý lại. Vâng. Anh cứ yên tâm, chị em nhà em sẽ vào lời hỗ trợ anh. Rồi khi nào anh cảm giác được tương đối được là nhờ chị em về kiểm tra lần nữa thì anh mới thải giống. Được. Đi, về anh em mình xin phép đi. Anh chị bây giờ là về ngược vào trong luôn à? Không, giờ anh về Hà Nội. Chưa mấy khi hết lợn. Đúng. Chứ cô nhìn nói đúng mấy khi quay vào rồi phải làm từ tích chạch, tích chạch. Từ trước giờ không ai đến nhà mình được. Từ giờ lại để cho anh em đến tí. Vâng. Bia bọt, cá kiếc, rán riêng, nói anh em dùng đi. Mấy khi hết lợn rồi đi chơi nhà chị nhà. Ôi ôi, lợn bận lắm. Em xin em cảm ơn anh nhá.